Sáng cũng hơi sớm, màn hình cũng hơi mờ. Cũng gần gần 6 giờ rồi mà sao còn tối thui. Đất này mình cũng mới qua làm rồi, chiều qua làm được tiếng mấy. Đây là vô một cái clip toàn là trồng chuối. Clip này thì mình cái cách làm thì mình đang kê lên tầm khoảng 3 tấc. Thì cái lượng chuối này nè, lượng chuối này thì lúc đầu thì mình có nói lại chú đất thì mình ém đại xuống cái học này nè, nhưng mà chú sợ bị sập lúng gì đó, chú nói là cho xuống mương hết. Làm gì nó hơi cực kì. Mình lấy đất có mương à, lấy có mương ở bên cái mương mà lít mía mình mới làm xong á, nên thì lúc đầu mình mà lấy cái học tính giữa nè, xong mình kê lên đây làm cái mặt lít khoảng trên hai mét rồi. Còn dách bánh thì mình làm sao. Cái mặt clip của nó theo mình thấy thì từ đó qua đây tầm khoảng cỡ 7 mét đó. Là mình lấy con mương nó lên thì làm nó cũng hơi lâu cô chú anh chị, tại mình nhận sâu đem đất lên. Phải mà chú cho độn chuối xuống thì mình làm lẹ hơn, chú không cho thì sao giờ, thì vậy mình làm vậy thôi. Cái miếng đất này làm dạng như cũng hên thôi, lúc đầu chú cũng đâu tính làm đâu, chú tính tới tháng 4 mới làm đâu. Thấy mình làm gần đây thì chú kêu mình làm thôi, thôi cũng hên, cũng có cái kêu là cái gì ta, cái chi phí rồi. Từ Vinh xuống đây làm được miếng này lại miếng bên đó này cũng có chi phí. Này nó tiện cái được cặp ranh. Cái miếng đất này mình lãnh mão chú luôn nè, chứ không có lãnh ăn công. Mình lãnh mão thì mình có cách mình lãnh. Mình cũng có tải một cái app để mình đo cái diện tích cái miếng đất nè. Tổng diện tích cái chiều dài cái miếng đất này là 320 m. Chứ mình đâu có lấy thước mình đo đâu, đặng mình dễ nói chuyện với chú á. Chứ phải mình làm ăn công thì mình làm xong rồi mình lội mình đo. Đo ví dụ như gà mình múc tới đâu thì mình đo tới đó, mình phá một bằng vậy nè. Mương lấy mương mình đo luôn. Đó cái cách mình làm ăn công là mình làm vậy đó. Còn riêng mình làm mão chú thì mình đo trên cái điện thoại. Nó cũng dễ lắm. Cái đường này mình múc mình lấy chuyện gào thôi, chứ mình không có lấy rộng hơi bệnh. Đây còn cái đường xe mình về nữa. Cái này mình bỏ dĩ mình làm mà. Bờ này nó cũng cao nè. Đá cho nó coi tạm tạm mà được rồi. Clip này sau này chú còn trồng cây nữa mà, chứ mình đâu có phá bằng chi. Làm xong ở đây thì mình cũng chưa có cái hướng ở phía trước. Cũng có cái anh dân địa phương ở đây nè, anh nói trưa này cái anh rảnh cái anh chở mình đi xem cái miếng đất kia, đường thì mình làm mà anh rảnh anh mới đi, còn anh không rảnh thì mình phải đậu mình đợi, mình không có hối anh được. Hơi thấp rồi.
cho nó cao thêm chút nữa đi. Làm sao mà ví dụ như mình làm cái mẫu vậy đó rồi chú đất ra chú coi chú chịu rồi để chú bơi xuồng lên chú nói ừ chứ con ơi cái này hơi thấp rồi nghe nó cũng hơi ngại ngại ha, mình làm lãnh ta cho đàng hoàng, làm cái đàng hoàng. Chú đứng nói sao? Chú thấy vậy gì là đúng bài tôi rồi đó. Dạ. Cái này dọn kéo thì không nổi. Dạ. Con tính hốt hết mà con sợ chú này chú nuôi ốc nè, ốc nó đu không dám hốt á. Dạ. Rồi. Tính dọn hoài mà kéo không nổi đó chứ. Dạ cái này kéo gì nổi chú ơi, quá trời dính dây dưới mà. Ma cỏ này khỉ xảm này tận diệt chủng chứ để. Dạ. Dưới này ốc nhiều không chú? Ốc có nhiều đâu. Dạ. Nó vô nó bắt hết rồi. À, bị địch vô bắt hả? Tôi ra nó lấy xuồng tôi luôn đó. Ghê vậy hả? Thằng hôm qua nó đốt chú lấy xuồng luôn. Trời đất ơi. Mẹ nó bị dữ lắm. Ớn gì hả? Mà tôi nói chú là quýnh nó hả? Tụi quýnh rất ăn. Nhìn nó dữ lắm, nhìn rồi đó. Vậy là anh đó, anh có giấy bệnh viện hả? Nó có giấy xác nhận bệnh khùng á. Dạ. Nó quậy bà cố bắt luôn. Theo bệnh khùng mà mới điên cấp người ta, bệnh khùng gì? Trời ơi, nó khùng bà cố luôn mà vậy đó. Ghê trời. Trời ơi, nó chống này tôi nuôi ốc đen. Từ đó chống đây rồi tôi vô tới đó, tay chống xuống rồi tới đây nè. Dạ. Nó thôi lỡ bắt rồi ốc tao nuôi thôi mày thả xuống nhờ cho tao đi. Dạ. Cái nó ngồi suy nghĩ, ngồi cái nó dọn chống đi nó không, rổ xuống. Nó lấy xuồng luôn không? Ghê vậy hả? Ôi. Lỡ cái ông đâm hôm qua chồng mía, tính ra chồng mía ở đây mà tôi nói ông đừng la. Là đốt mía luôn cái gì? Nghe ớn quá. Trời ơi, nó nói chơi thiệt á. Dạ, con thấy con mà sợ quá. Chú đất này chú nói chuyện cũng hơi lớn tiếng ha, mà hơi mình thấy nông dân mà lớn tiếng lớn chứ cũng khá là thiệt tình. Có sao người ta nói vậy? Chú cũng đang ngồi canh sợ mình độn chuối xuống cái học đó, mà mình thấy cái nào chuối nhỏ nhỏ thì mình độn được, còn bự quá thì thôi chứ làm ăn mà, chứ chú có thông cảm chứ những cái bự về mình cũng dời đi hết chứ đâu có độn xuống thì nó lẹ đó, nó lẹ nhiều vấn đề lắm.
lẹ việc mình làm rồi nó lẹ, múc nó cũng lẹ nữa, nó hai ba cái lẹ lắm. Nó đỡ nè, ba chuối nè độn xuống cái là bắt đầu cái đất mình múc lên nó cũng nhẹ đất nữa. Đầu trên đó có đường đan không chú? Không. Vậy là nếu lãnh đất được là phải mua dầu hũ sẵn ha? Mía mía này vậy là trồng mấy năm rồi chú? Mấy bên đây nè? Mới có mùa, mới mấy tháng ha? Dạ, yeah, mấy tháng cao dữ ha? Cái này đây chừng 3 tháng gì vậy? Mấy chồng chừng 2-3 tháng. Vậy là mỗi lần chú thăm ruộng phải bơi xuồng ra vậy hả? Ở đi xuồng không, đâu có đi bộ được đâu. Đây à. Đi xuồng không ạ? Này làm mương cắt ngang không mà. Cắt ngang là... Cắt ngang là hồi đó là nói là chi là đó còn kìa thấy không? À. Đặng đi tới lui á. Dạ. Mà chú lấn cái clip này ra bên đây hả? Không có, tôi múc bên kia bỏ chịu clip này. Múc bên đâu? Múc bên đó bỏ bên đây. Múc bên đây bỏ qua đây lắp cái hầm này lại hả? Rồi, lắp hầm này lại. Rồi. À, ý chú là lấy cái mương này qua đây nè, nông cái bờ này lại, lắp cái này, làm cái clip nó bự ra. Vậy là phà bơi vô hả? Vậy mình mổ đập máy nữa hả? Ừ, chỗ bị chú nó thấy rồi đó. Chà, căng quá, xa quá. Khỏi chú ơi. Tới đây rồi. Này thì rắn ở đây lên xe được hả? Sở ra mà hơi cực. Chà, đồng bờ nhỏ quá. Giờ nóng lạnh với phà luôn. Nóng với kêu hạ. Chắc đi phà luôn á. Ừ, đi phà. Này đi phà vô luôn. Đi phà khỏe hơn. À, miếng đất mới thì mình xem á. Đất nó bị bể kèo rồi. Đất đó diện tích này, hết luôn, tổng miếng đất này, 4 công ngoài đất. Còn cái đoạn đường mình làm thì mình coi tầm khoảng chắc cỡ 2 công mấy. Mà chú nhà chú nhất quyết đất đó làm thì không tới công đất. Chú nói vậy, này vô làm những ngày xong cái gì. Mình thấy đất đó mừng 3 ngày mới rồi, tại vô mẫu cái đập rồi. Mẫu đập kéo vô rồi
kéo phà vô rồi làm thôi, mình thấy vậy thôi, mình cũng không có bàn tới. Cũng không có nói giá luôn. Cũng mới lội tới lên xe đây, giờ làm tiếp. Đây dưới không còn xa, giờ cũng 3 giờ chiều rồi, nên làm chừng tiếng mấy nữa là nghỉ, mai làm nữa. Cũng chưa có hướng phía trước nên cũng không có rắp, từ từ. Vậy mình cũng có chia sẻ đó, ở đây coi đất coi có chứ chưa chắc gì làm, trừ khi mình nay lãnh ngày mai vô được mới chắc cú, còn bình thường thì coi thôi chứ chưa chắc làm được hay không nữa.